Chương trình giờ giàu với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Đinh Quang Thái phụ trách trân trọng kính chào quý khán giả. Chào tới ngồi ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính chào anh Đinh Quang Thái, xin kính chào quý khán giả. Trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì thưa ông, tôi nhớ là cách đây ít tuần khi mà đề cập đến vấn đề khủng bố tại Âu Châu thì ông có nhắc tới cái sự kiện là quân khủng bố đã tấn công vào cái tờ tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ở bên thủ đô Paris. Thì một tuần lễ sau tôi có nhận được một cái email của một khán giả gửi thư vào. Và họ đề nghị là ông Nguyễn Xuân Nghĩa phải học lại ESL bởi vì ông phát âm sai cái chữ Charlie Hebdo đó. Thì xin lấy ý kiến của ông. Ôi, tôi đầu tiên hết tất cả thì tôi xin phải nói như thế này, đó là tôi học ở Âu Châu. Và cái tên của cái nước đó, quốc gia đó như thế nào đó, thì tôi đọc đúng tên quốc gia. Thí dụ như Algeria hay là Morocco. Yeah. Maroc, cái tôi không gọi là Morocco, thì từ tiếng Anh, tại vì họ dùng cái tiếng Pháp của họ. Thì chữ Charlie Hebdo là tên cái tờ báo ở Paris, tôi học ở bên Pháp. Thế nhưng mà có những chư luận viên, tôi dùng chữ chư luận viên đó, là giận dữ, dạy tôi rằng làm việc. Chư, chứ mà là chư đây là heo à? Không. TR hay là CH? Chúng ta hay phê bình với Trung Quốc, cũng chư luận viên mà tôi nhìn thấy là sặc mùi Hà Nội đó. Mỗi lần tôi phê bình Trung Quốc, họ dãy nảy như là tổ tiên của họ bị nhục mạ. Thành ra tôi rất cảm ơn những cái người đó, là tại vì khi mà họ càng tấn công đó đây thì cái số người xem giải ảo đó nó càng lên. Dạ, vâng. Và bây giờ đó là tôi cứ mỗi lần nó phát lên một cái đó hơn 40.000 người xem đây. Tôi xin cảm ơn những cái người chửi bới chúng tôi được xem miễn phí mà lại còn được biểu diễn cái khả năng văn hóa rất là Hà Nội của họ. Cảm ơn. Với lại thưa ông Nghĩa, trước khi tiếp tục chương trình chính ngày hôm nay đó, thì nói về vấn đề phát âm, tôi nói thí dụ mình phát âm tiếng Anh đó là Vladimir Putin. Nhưng mà người Nga, và đặc biệt là ông Nguyễn Minh Cần là cái người đã sống 6-70 năm tại nước Nga, ông nói tiếng Nga như là còn hơn tiếng mẹ đẻ nữa đó. Thì ông bảo là đúng theo phát âm tiếng Nga đó, thì phải phát âm là Vladimir Putin. Bà ông San Suu Kyi thì thường thường mình đọc theo cái lối vần tiếng Anh đó, mình sẽ đọc là Aung San Suu Kyi. Nhưng mà người Miến Điện thì họ bảo là vui lòng đọc đúng tên lãnh đạo dân chủ của họ là ông San Suu Kyi. Nhưng mà đó là vấn đề ngôn ngữ. Nhưng ngày hôm nay đó thì tôi thấy ông có cầm hai cuốn sách này vào. Một cái cuốn đỏ lè, China Future, và một cuốn là The China Boom. Chắc là hai cuốn vừa mới mua. Thưa quý thính giả, thưa ông Thái, cái tiết mục của chúng ta nó không phải là điểm sách. Nhưng mà xin lỗi ông, chính nhờ những cái thỉnh thoảng mình có nói về những cuốn sách này đó mà có một số độc giả, tôi nói thí dụ trộm vía thẩm phán liên bang Phan Quang Tuệ sống ở vùng San Francisco đó. Ông xem chương trình giờ dẻo xong gọi điện thoại xuống cho tôi bảo này cậu ạ, cậu hỏi ông Nghĩa thì xem đọc lại cái tên cuốn sách đó để ông đi ông mua ông đâu. Bởi vì nhiều khi chưa kịp có thì giờ thì ông là người đọc trước. Tôi rất mừng. Tôi rất mừng là tôi muốn thực sự ra đó là tôi muốn giới thiệu. Tôi mới nhận được hai cuốn này trong có một vài ngày thôi. Tôi phải mua là tôi mua trên diện Kindle Book, tôi đọc trước. Chữ nếu mà phát ngâm ân cái chữ Kindle nó sai thì quý vị đừng có nói là ông Diễm hay là ông Ngô Đình Diệm thế đọc cùng một chữ thì tôi là mấy cái người Hà Nội bảo chắc là Mỹ nó gọi tên là điếm mấy cái gì đó chẳng hạn, không ai chắc người Mỹ nói sai cả. Thế trong này nhưng mà đầu tiên hết thì tôi xin cái cuốn này China's Future của giáo sư David Trumbo. Sở dĩ tôi cũng nhắc ông Thái đó là năm ngoái, hồi tháng 3, trên một cái tờ Wall Street Journal, thì ông giáo sư này đó là một học giả, chuyên gia của Mỹ về Á Châu, đến nỗi mà gọi là được người, không xin lỗi, không phải về Á Châu, về Trung Quốc. Và được người Trung Quốc kính trọng, gọi là đặt tên cho ông là Thẩm Đại Vi. Vâng, vâng, mình có nói cái đó. Nói đến cái chuyện gọi là sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc bên bờ vực sụp đổ. Sự sụp đổ, thế thì ông ấy, ông có nêu lên chuyện đó và về sau nhiều người thì là ông ngồi ông viết lại cái cuốn này. Ông viết trong cái thời gian rất nhanh. Và tôi phải nói kính thưa quý vị đó là đây là của cái tờ gọi là Polity Book xuất bản. Mới ra được có vài ngày không thôi. Và tôi đang say mê tôi đọc. Và đọc xong thì tôi phải xin nói rằng là còn phải đọc lại. Thì ông viết nó có chưa đến đầy 200 trang. Nhưng mà ông đưa ra một số những cái giả thuyết, những cái con đường sắp tới của Trung Quốc. Ông vẽ ra là một cái chuyến xe Trung Quốc đi vào đến một cái ngã, chúng ta gọi là ngã 6, nó có 5 ngã đường trước mặt. Thì đi ngã này ra làm sao, cái xác suất của từng chuyện nó như thế nào, và ông nói tương lai làm sao. Và ông nói trong cái tinh thần đó là khuyên giải, nhưng mà biết rằng là rất khó này.
người Trung Quốc ông nghe, và vì vậy đó ông nói là cái tương lai đó ông không có lạc quan lắm về cái tương lai của Trung Quốc. Đó là cái cuốn China's Future, in bìa rất là đơn giản thôi. Vậy cái cuốn thứ nhì lại còn hay hơn nữa. Cuốn này của một học giả gốc Hoa làm giáo sư phụ giảng của Đại học John Hopkins, ông Ho Phung Hưng, tên là China Boom. Why China will not rule the world? Tại sao Trung Quốc đó ta sẽ không lãnh đạo thế giới? Và nếu mà nội dung phải dịch cho nó đúng nội dung đó đó, thì tôi sẽ dịch nó là Trung Quốc xì. Xì hơi. Không phải là Trung Quốc phồng. Nghe cái này đó là những cái người mà gọi là thờ phụng Trung Quốc đó là đừng có nổi điên lên chửi chúng tôi. Và cái cuốn này đây thì quý vị có thể mua. Tôi xin phải đọc lại đây, đó là nó là Columbia University Press xuất bản. Cuốn này thì nó ra trước đó một chút, cái cuốn thứ nhì là cuốn của ông David Chambo. Nó còn một cuốn thứ ba nữa. Dạ ông này, dạ. Còn cuốn thứ ba nữa đây là quý vị chưa kịp đọc, tại vì cách đây 4 năm thì tôi định xuất bản, thế xong rồi về sau đó, tại vì trong nhà có quá nhiều vấn đề, chuyện này tang các thứ gì đó đó, cuối cùng sau đó là tôi không làm nữa và tôi vứt đi luôn. Nhưng mà bây giờ làm, bây giờ phải viết. Nữa là tôi sẽ đi làm lại, trong tương lai sẽ có, đó là cái cuốn, tôi không nói cuốn thứ ba rồi, tại vì đến lúc mà tôi làm xong thì chắc là nó thành cái cuốn thứ 6, thứ 7, tại vì từ bây giờ cho đến lúc đó chúng ta sẽ còn nhiều cuốn khác mà nên xem.